Xin chào các bạn nhé. Hôm nay Khang Audio muốn cận cảnh một cái video về chia sẻ một cái dòng loa Ovan mà Khang Audio đóng thùng bookshelf nhưng mà lại hở đáy. Thì tại sao lại có một cái thùng bookshelf hở đáy để chơi với những cái loa Ovan như thế này? Thì cũng là giản đơn thôi các bạn ạ. Thì tôi cũng đã làm lại những cái thùng theo như nguyên mẫu của vốn nó đã có. Thế và tôi lên cái thùng loa này để chơi. Hôm nay tôi làm video này để chia cho các bạn thấy rằng là cái tính chất tự nhiên của một cái loa Ovan và đóng thùng bookshelf hở đáy này. Thì thưa các bạn, cái đôi loa này thì cái tiếng trung âm nó rất là đẹp, rộng rãi, trong sáng, rõ ràng. Và tôi làm vào cái thùng này cũng với mục tiêu là để bán cho các bạn. Và cũng do không gian điều kiện nó hẹp thì ta chơi những cái loa nhỏ, giá nó cũng hợp lý. Và đi kèm với một cái âm ly đèn hoặc là vào một cái âm ly bán dẫn chuyên cho dòng loa toàn giải, nó cũng rất là hay. Sau đây xin mời các bạn xem tôi phối ghép cái đôi loa này với một chiếc âm ly đèn và nghe những cái dòng nhạc Walker để các bạn thấy cái giá trị của đôi loa này. Xin mời các bạn theo dõi tôi phối ghép cái đôi loa này nhé. Thưa các bạn, đôi loa Ovan này là đôi loa của hãng Siemens. Tôi cũng đã làm những các cái chụp ảnh về hình ảnh của đôi loa này, tôi để trên trang web. Và hình ảnh cụ thể của cái củ loa rồi cái thùng loa. Sau đây thì tôi mời các bạn nghe thử nó xem nó thế nào. Vâng, thưa các bạn, cái đôi loa toàn giải đóng thùng ở dạng bookshelf hở đáy như thế này ấy, thì nó còn có một cái ý nghĩa nữa. Và tôi thấy cũng rất nhiều bác chơi nhạc hát văn hầu thánh cũng hay mua những cái đôi loa như thế này để vừa về nghe nhạc hát văn hầu thánh, và đồng thời là các bạn còn đi cả biểu diễn bằng những cái đôi loa này nữa. Còn cách các bác ấy phối ghép thế nào để sử dụng được biểu diễn trong cái việc mà trong các cái tiệc hầu thánh ấy thì tôi cũng sẽ hỏi thêm. Nhưng mà đây, nhân tiện như vậy tôi cũng mời các bạn nghe một cái đĩa cõi dân ca này. Tôi mời các bạn nghe cái đĩa tiếng thơ trong cõi nhạc để nghe thử xem cái hệ thống này nó chơi thế nào. Xanh thở bao giờ trứng cha xanh, xanh như thở bao giờ. Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh, thân gầy guộc lá mong manh. Mà sao nên lụy ấy mới nên thành tre ơi. Ở đâu tre cũng xanh tươi. Tre cũng xanh tươi chứ ở đâu tre cũng xanh tươi. Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu, có gì đâu, có gì đâu mỡ màu ít chất dồn nề lâu hoa nhiều, dễ xiên không ngại đất nghèo. Che bao nhiêu dễ bấy nhiêu cần cù vươn mình trong gió che đủ. Gió che đồ chớ vươn mình nhì, trong gió che đồ cây kham khổ vẫn hát dù lá thành yêu nhiều. Thưa các bạn, hiện nay các bạn đang theo dõi cái video mà tôi đang phối ghép loa toàn giải đóng thùng bookshelf để bàn hở đáy. Và tôi đang sử dụng dây tín hiệu AV quân sự mạ bạc kết hợp với cái dây Hitachi, dây loa Hitachi mà do Khang Audio DIY
tôi đã ít nhất một lần nói về cái dây này, và các bạn cũng thấy rằng là hiệu quả của nó rất là tốt. Và sau đây mời các bạn nghe tiếp một cái bản nhạc khác. Vâng, tôi xin dừng video ở đây và xin hẹn gặp lại các bạn ở một cái video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.